never dry out, 'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Xanh thắm tình.
Suốt đời bên em ngày hạnh phúc. La 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 la
và giữa gia đình nhà gái và nhà trai đã đi thân nhất, là chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt thì chính thức hai gia đình dân tổ chức nghi lễ ăn hỏi theo đúng phong tục tập quán dân tộc Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi có phần là sửa những cái lễ đây gồm ba lễ chính thức, đó là lễ ăn hỏi, sau khi ăn hỏi xong thì có lễ xin cưới, sau khi lễ xin cưới là có lễ bả tà. Mặc dù được tổ chức trong ngày hôm nay nhưng vẫn giữ được cái thần phong mỹ tục bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống của cha ông ta để lại bao đời nay. Và chúng tôi cũng đã báo cáo với quý vận viên đại học đó là về thành phần và lễ nghi theo phong tục tập quán dân tộc Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin là ý kiến đáp từ hội nhà gái và xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu vô cùng công tác của vị trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai. Và ngay bây giờ đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái sẽ có lời phát biểu ý kiến đáp từ và cảm ơn cho sự hiện diện của quý vị. Trân trọng kính mời. Kính thưa trên của các cụ, các ông, các bà cùng dì cô chú bác nội ngoại hai bên. Lần đầu tiên gia đình nhà gái chúng tôi xin chuyển lời chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, dì cô chú bác nội ngoại bên họ nhà trai. Lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quan viên hai họ, giây phút này tôi nghĩ chúng ta đã trở thành một nhà sau lời phát biểu của ông cháu Tuấn Anh đại diện cho họ nhà trai. Tình cảm ấy đã gợi lên chúng tôi rất muốn lấy làm hoan hỷ. Cùng kính thưa các cụ, các ông, các bà, như vị đại diện họ nhà trai đã thay lời nói hết tất cả quá trình tìm hiểu của hai cháu và gia đình nhà gái chúng tôi cũng đã được đón nhận những tình cảm của các cụ, các ông, các bà khi hai cháu tìm hiểu nhau, được sự yêu thương dìu dắt và có sự uốn nắn chỉ bảo của các cụ, các ông, các bà bên nhà trai, đặc biệt là gia đình ông Tuấn, bà Trâm cùng hai vợ chồng ông Phương, bà Nhung đã tác thành sự chứng kiến của các cụ, các ông, các bà ngày hôm nay để kết nối xe tơ cho hai cháu Tuấn Anh và Quỳnh Anh. Gia đình chúng tôi rất là hoan hỷ khi nhận thấy gia đình nhà trai sắm sửa lễ vật và đã làm tất cả những thủ tục theo phong tục tập quán lề lối và chúng tôi lấy rất làm hoan hỷ. Chúng tôi chấp nhận lễ của nhà trai và theo lề lối thì tôi xin mời ông bà Trâm Tuấn lên trao lễ vật cho ông bà Phương Dung. Xính lễ đã được ông bà Trâm Tuấn trao cho ông bà Nhung Phương và sau đây là anh trưởng trong gia đình nhà chúng tôi, bác trưởng là bác Vượng, xin lên mời bác lên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên để kính cáo các cụ, các ông. Kính quý vị, đáng nãy tạm tạm
yêu nhau. Có thể nói yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Và ngay bây giờ đây sẽ diễn ra chương trình lễ nạp tài và lễ xin cưới. Vâng ạ, tôi xin được trân trọng kính mời vâng ạ, mẹ thân sinh ra cho xem đang cùng nhau rất chỉnh chu thực hiện cái nghi thức lễ nạp tài và lễ xin cưới. Vâng ạ, những cái góc tay vô cùng nồng ấm đoàn kết và tình cảm hai bên gia đình đang dành cho nhau. Món quà thật ý nghĩa để tình thương để dành cho người vợ của mình. Cô dâu Quỳnh Anh xin được trân trọng kính mời mẹ sẽ trao món quà cho con trai của mình để chú rể có món quà để dành cho người vợ thân yêu của mình. Và chú rể đang dành cho người vợ của mình. Cô dâu Quỳnh Anh, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để thay tiếng pháo chúc mừng ngày hôn nhân với xin chú. Chúng ta cùng bên nhau. Tối nay có đẹp trai không ạ? Có đẹp trai không ạ? Có đẹp trai nhưng chỉ thiếu những chàng vỗ tay mà thôi ạ. À, có cô gái cùng phê kinh bắc của tôi nào? Cô dâu mình em có xinh gái không ạ? Đó là rất xinh gái, một cặp trang tài gái sắc. À, bây giờ mình đương xin phép được phỏng vấn chú rể một chút thôi. À, cảm xúc của chú rể bây giờ như thế nào em? Vâng ạ, chú rể đang rất vui, hạnh phúc và vô cùng hồi hộp. Con cảm xúc của mình em bây giờ thế nào em? Vâng ạ, cô dâu cũng chung một cảm xúc. Chú rể vô cùng hạnh phúc và cô dâu có thể nói cũng rất may mắn khi người chồng của mình là một chàng trai quê hương Ninh Bình cùng đất Kiên Ninh, Nhân Kiệt. Bây giờ xin mời vị trưởng đoàn đại diện cho họ đại gái sẽ có đôi điều phát biểu trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bà, dù trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi nhưng đầy đủ tất cả các thủ tục của gia đình họ nhà trai đến với gia đình họ nhà gái ta, tôi xin được phát biểu đôi lời về cảm xúc gia đình họ nhà gái chúng tôi ghi nhận hoan hỉ với tất cả những thủ tục tình cảm của các cụ, các ông, các bà họ nhà trai đã dành cho cháu gái nhà chúng tôi. Trong giây phút này, để đảm bảo mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ, hanh thông, gia đình hai nhà đã là một. Từ nay, cháu Quỳnh Anh là dấu con của các cụ, các ông, các bà. Cháu Tuấn Anh là già của gia đình nhà chúng tôi. Hai gia đình là một. Và chẳng biết nói gì hơn, chúng tôi mời các cụ, các ông, các bà bên gia đình nhà gái dừng bước ăn với chúng tôi, nâng cơm thân mật để tỏ lòng tình đoàn kết giữa hai gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho nhà gái để ăn hỏi và để xin cưới của hai bạn. Và thời gian thành công tốt đẹp và chỉ hát nữa thôi sẽ diễn ra chương trình lễ u vi của hai bạn. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Mừng anh nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đã
trời sẽ đưa thay. Chào mừng sự hiện diện của đoàn đại biểu họ nhà trai hai họ một lần nữa đã có mặt ở đây để cùng tham dự chương trình lễ vu quy của hai bạn Quỳnh Anh và Tuấn Anh. Kính thưa quý vị, ngay sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn sẽ lên sân khấu để thực hiện nghi thức trong chương trình lễ vu quy. Xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai, vị trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái sẽ lên sân khấu và mời quý vị cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón. Trưởng đoàn đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái. Và bây giờ tôi xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai sẽ có lời phát biểu và cơ chầu để xin dâng trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, xin được nhiệt liệt chào đón tới tất cả các ông các bà, các bác, anh chị, cơ quan đoàn thể, bà con khối phố, quý khoản nhân này họ đã và đang có mặt tại hội trường nhà gái để dự buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như ban tổ chức đã giới thiệu và cũng như nhà trai, chúng tôi đã có ý kiến sau một thời gian dài tìm hiểu, công tác và học tập duyên đã ưa và phận đã đẹp, và Quỳnh Anh và Tuấn Anh đã nói với nhau rằng ta về thưa với mẹ thầy chầu cau đến hỏi định ngày kết hôn. Thưa quý vị, đúng theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, nhà trai chúng và nhà anh chúng tôi đã tiến hành những quy luật, những bước theo phong tục của tập quán tộc Việt Nam chúng ta, đó là lễ chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới và nạp tài. Và hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi tiếp tục sửa một lễ, đó là lễ xin dâu, đến thưa chuyện với họ nhà gái để tiến hành các nghi lễ theo đúng phong tục tập quán dân tộc Việt Nam cũng như phong tục tập quán quê hương Bắc Ninh của chúng ta, để họ nhà trai chúng tôi xin phép đặt đón cô dâu Quỳnh Anh về nhà trai để làm lễ tổ chức thành hôn. Thưa quý vị, không có niềm vui nào bằng niềm vui hôm nay chúng tôi những người con Ninh Bình được trở về quê hương của quan họ, làng quan họ Bắc Ninh, đúng là con sông cầu làng quan họ quanh quanh, để rồi chúng ta cảm nhận được sự kỳ thú của quê hương Bắc Ninh của chúng ta. Chính vì thế, quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên phi vật thể của nhân loại. Và hôm nay, chúng tôi đã được gặp các liền anh, liền chị, những khâu khác, giao duyên, tình tứ, rất là yêu đời, phù hợp với đám cưới, ngày lễ tổ chức thành hôn, với những lời ca và tiếng hát, với những chương trình mà ban tổ chức đã có những lời hay ý đẹp để chúc mừng cho các cháu và chúc mừng cho đoàn của chúng tôi, đoàn và nhà trai và nhà gái. Đó là sự vui mừng và chúng tôi không thể nào quên hết được. Đó là tình cảm người con của Bắc Ninh, làng quan họ, mảnh đất địa linh nhân kiệt đã dành cho tôi, đặc biệt họ nhà gái đã dành cho đoàn nhà trai của chúng tôi. Và thay mặt cho đoàn nhà trai chúng tôi cũng xin được cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn quý quan viên hai họ đã và đang có mặt tại hội trường để dự một buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Cho phép tôi thay mặt trưởng đoàn nhà trai để mời quý quan viên họ nhà gái cùng tất cả quý đoàn trở về với thành phố Ninh Bình, một thành phố du lịch của chúng tôi được thiên nhiên ban tặng một cảnh quan rất đẹp, đó là núi non nước, đó là dòng sông Vân, đó là ngọc mỹ nhân tóc xóa ngược trần, cố đô Hoa Lư một thời sáng danh sử sách, có quê hương Kim Sơn biển cõi xanh dần, quốc phương cây trò ngàn năm xanh tốt,
Tam Cốc Bích Động đẹp tựa nên thơ. Đặc biệt khu tâm linh Bái Đính Tràng An cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên của thế giới. Đó là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam và niềm tự hào của quê hương Ninh Bình chúng tôi. Giờ đây người con trai của thành phố Ninh Bình và người con gái của thành phố Bắc Ninh con họ, họ đã yêu thương nhau và chính thức hôm nay đã nên vợ và thành chồng. Và cho phép tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và xin được ý kiến đáp từ của nhà gái và lịch trình của chúng tôi đúng 11 giờ kém 10 hoặc kém 15 và kém 25 tùy thuộc của ban tổ chức, thì chính thức ban gia đình chúng tôi xin phép được đón dâu. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quan viên hai họ, nay chúng ta đã trở thành một nhà. Vừa rồi vị đại diện của họ nhà trai đã có những lời rất hay đối với chữ Kinh Bắc, Bắc Linh Kinh Bắc, và bên ấy là lời từ Linh Bình Cố Đô. Chúng tôi rất là hoan hỷ và ghi nhận tình cảm của các cụ, các ông, các bà đã dành cho gia đình nhà gái chúng tôi. Tất cả những thủ tục để tiến hành nghi lễ theo phong tục tập quán, nhà gái chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh và ghi nhận tấm lòng của các cụ, các ông, các bà. Giờ lành đã điểm, ngày tốt đã có, và tấm lòng của các cụ, các ông, các bà đã rộng mở để đón cháu Quỳnh Anh nhà chúng tôi về làm dâu con của các cụ, các ông, các bà bên ấy. Không có lý do gì để chúng ta không dành những tràng pháo tay chúc mừng cho hai cháu Tuấn Anh và cụ Quỳnh Anh. Chúc mừng cho tình thông gia giữa ông bà Tuấn Trâm và ông bà Nhung Phương. Và trên mảnh đất sông Cầu ngày hôm nay, ghi nhận tình cảm của dòng sông Vân, của cố đô Hoa Lư Ninh Bình, và tình cảm của những con người nơi miền quê chân chất đầy lịch thiên thơ ấy. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô bác, anh chị cùng bạn bè của hai cháu. Lời chúc sức khỏe, và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu Quỳnh Anh và Tuấn Anh. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu rất sâu sắc và vô cùng tâm đắc của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai họ. Bây giờ tôi xin mời hai vị đại diện cho hai bên gia đình sẽ trao và nhận cơ chầu. Trân trọng kính mời. Xin mời mẹ thân sinh ra chú rể Tuấn Anh và mẹ thân sinh ra cô dâu Quỳnh Anh. Xin mời hai bố mẹ sẽ lên sân khấu để trao và nhận lễ vật. Tiếng chầu là đầu câu chuyện, và cũng kể từ giờ phút này thì nhà dâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm. Xin chúc tình cảm hai gia đình nhà trai nhà gái được keo sơn, gắn bó mặn mà bền lâu. Xin mời quý vị cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Em hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Và ngay bây giờ đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, đó chính là sự xuất hiện của hai nhân vật chính sẽ cùng nhau lên sân khấu để ra mắt cho quý vị trong ngày hạnh phúc của họ. Đó chính là Quỳnh Anh và Tuấn Anh. Xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón. Và hôm nay đây, những nụ cười thật rạng ngời, những nụ cười thật hạnh phúc đang nở
trên môi của Quỳnh Anh và Tuấn Anh. Kính thưa quý vị, trên sân khấu là sự hiện diện của một cặp đôi hoàn hảo, hai người đẹp nhất mà mình được tin chắc rồi, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Và trong thời khắc trang trọng như thế này, Minh Đương xin mời hai bạn sẽ nghiêng mình dành một cái cú chào để ra mắt trước quan viên hai họ. Xin mời. Minh Đương xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô Dung sẽ lên sân khấu để đại diện trao quà cho cô Dung và chú Rể. Và thay mặt cho hai bạn Quỳnh Anh và Tuấn Anh xin được trân trọng cảm ơn món quà của bà nội, bà ngoại, bố mẹ nuôi, đó chính là ông Dũng, bà Đức. Vâng ạ, và anh chị có món quà để dành tặng cho Quỳnh Anh nhân ngày Quỳnh Anh về nhà chồng. Thay mặt cho hai bạn xin được trân trọng cảm ơn món quà của những người thân yêu trong gia đình. Chúc toàn thể gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Quà này cha mẹ dành cho con, mong con hạnh phúc trên con đường đời. Chúc phúc cha mẹ có lời, chúc cho hai con suốt đời thủy chung. Tết quê mình năm nay quá chịu chơi, tiếng nổ vang hai đám cưới hoa mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ghé, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Và ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, một lần nữa xin được cảm ơn công ơn sinh thành, chén công ơn dưỡng dục của cha, của mẹ. Tiếp theo một món quà của bố mẹ nuôi. Tôi xin chúc cho dâu ạ. Bà, nè nè anh Tám, tôi bà bác Ngọc Nụ chuẩn bị. Mẹ cô sáu cùng ly ta rốn về. Chúc hứa là quý vị cho sân khấu là sự hiện diện của bố mẹ nuôi, ông Dũng, bà Đức. Vâng ạ, đang dành những tình cảm cho con gái của mình, những người con gái về nhà chồng. Xin được cảm ơn một tình cảm vô cùng tuyệt vời mà bố mẹ nuôi đang dành cho con của mình nhé. Tiếp theo xin mời món quà của bác Cùng Đùng. Từng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. Và xin mời món quà của những người bạn đại học của cô dâu chuẩn bị. Tôi hề sống pha qua nhà mái mối cho ấm thêm cái tình già. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vâng, xin mời anh chị em của hội nhóm Sơn Đồng Trung ạ. Rồi mình sẽ sân khấu để trao quà. Xin được trân trọng cảm ơn. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, thưa quý vị, và theo phong tục cổ truyền của từng địa phương, ngay bây giờ đây tôi xin được trân trọng kính mời một vị đại diện nhà trai, đó chính là mẹ của chú rể, sẽ lên sân khấu để thực hiện nghi thức cổ truyền của địa phương, đó chính là nghi thức trao nón. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và tôi xin mời sự hiện diện của mẹ đại diện, họ nhà cái, mẹ thân sinh ra cô dâu. Xin mời. Vâng, phong tục trao nón là phong tục cổ truyền, phong tục truyền thống của địa phương quê hương Ninh Bình. Vâng, chiếc nón không chỉ là một vật để che nắng che mưa, là một vật vô cùng ý nghĩa trong ngày vui của mỗi cặp uyên ương. Vâng, xin mời mẹ thân sinh cho cô rể trao nón cho mẹ thân sinh cho cô dâu. Mẹ thân sinh cho cô dâu sẽ buộc chiếc nón này để cho tình thông gia hai bên gia đình sẽ được gắn kết. Vâng ạ, và xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn và cùng chúc mừng đi ạ. Vâng ạ, chiếc nón đã được buộc chặt, dây nón tượng trưng cho tình cảm hai bên gia đình sẽ dành cho nhau thắt chặt tinh thần đoàn kết. Quá tuyệt vời ạ, xin được cảm ơn hai mẹ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai mẹ. Bây giờ xin mời phần ý kiến của vị đại diện nhà trai trên sân khấu để có đôi điều trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, ngày vui chờ đón đã từ lâu để cho chú rể đón cô dâu về nhà. Và đúng là một năm mới có một tháng mới có một ngày mới có giờ này mà thôi. Là giờ đẹp, gia đình nhà trai chúng tôi xin phép quý đoàn nhà gái
cho phép đoàn nhà trai chúng tôi được đón cô dâu Quỳnh Anh về nhà trai chúng tôi để tiến hành nghi lễ theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Và một lần nữa xin gửi tới lời cảm ơn các ông, các bà, các bác, các anh chị, cơ quan đoàn thể và con quý phố đã về dự trong buổi lễ trọng đại này. Xin cảm ơn MC, xin cảm ơn những liền anh, liền chị đã có những ca khúc rất là tuyệt vời để chúc mừng hạnh phúc. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và con lời mời quý vị về Ninh Bình quê hương yêu dấu của chúng tôi cũng cạnh dòng sông Bân, cũng như quý vị đây cạnh dòng sông Cầu để cảm nhận được sự trong vắt của sông Cầu, cảm nhận được sự trong vắt của sông Bân, cảm nhận được sự hòa quyện và giao thoa, tình yêu và hạnh phúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.
treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mắt trăng thanh, ôi gió mắt trăng thanh, dù tình ta sống du con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hơi em theo anh vào nhà. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Chín đời mười trời.
quê là một. Thương nhau rồi cho chúng mình bên nhau, chúng mình yêu nhau cho chúng mình. Chỉ bảo dạy dỗ cháu Quỳnh Anh nhà chúng tôi theo phong tục
tập quán nghi lễ gia thức của gia đình ta ở Ninh Bình, và mong sao tình đoàn kết giữa hai gia đình thông gia hai bên Ninh Bình Bắc Ninh dù có xa về địa lý nhưng tình cảm vẫn gắn kết keo sơn gắn bó thì trở nên rất gần gũi, và như không khí ngày hôm nay hai gia đình thực sự hòa làm một. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn những cái phát biểu đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái. Và ngay sau đây thì quý vị cũng là được nghe ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa công quả các bác anh chị và kính thưa quý vị quan viên đại họ, nhà gái thì đã phát biểu tham dung, nhà trai chúng tôi cũng có mấy câu đáp từ trước là đáp lễ sau thời nhân dâu. Thì báo cáo quý vị qua một cuộc hành trình và từ Bắc Ninh đến về Ninh Bình và Ninh Bình trở về Bắc Ninh, thì hôm nay chính thức lễ trao dâu và lễ tận dâu đã được hai bên gia đình chúng tôi hoàn tất. Thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin được cảm ơn các bác anh các chị quý vị đại họ, cơ quan đoàn thể và ban phú phố, cơ quan doanh nghiệp và bạn bè của hai bên gia đình nhà trai nhà gái đã về dự trong một buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi cũng xin tuyên bố là cái chương trình lễ trao dâu nhận dâu đến đây là hai bên gia đình hoàn tất, và cho phép tôi thay mặt nhà trai xin mời nhà gái chúng ta tiếp tục ra xe và hành trình về cung tâm linh bãi đính Tràng An để dự lễ hàng thuận. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.